Thủ đô Hà Nội hiện nay có những sân vận động cấp huyện nào đáng chú ý? Sân vận động Quảng Oai nằm ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Với thiết kế một khán đài, sức chứa của sân vận động này khoảng 1.000 chỗ ngồi. Sân vận động quận Bắc Từ Liêm nằm ở địa phận phường Phúc Diễn, có thiết kế một khán đài với sức chứa khoảng 2.500 khán giả. Sân vận động huyện Đan Phượng nằm tại thị trấn Phùng, được xây dựng từ năm 2006. Sân vận động này là một phần của Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Đan Phượng trị giá 32 tỷ đồng. Với thiết kế hai khán đài, sân vận động Đan Phượng có sức chứa 7.600 chỗ ngồi. Sân vận động quận Hà Đông nằm ở phường Nguyễn Trãi. Trước khi thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới, đó là sân vận động tỉnh Hà Tây cũ. Với thiết kế hai khán đài, sức chứa của sân vận động Hà Đông khoảng 4.000 chỗ ngồi. Sân vận động huyện Hoài Đức nằm ở thị trấn Trạm Trôi. Được xây dựng từ năm 2013, kinh phí xây dựng là 65 tỷ đồng. Sân vận động này có thiết kế một khán đài với sức chứa 3.500 chỗ ngồi. Sân vận động quận Hoàng Mai nằm tại phường Hoàng Liệt, được xây dựng từ năm 2015 đến 2018. Sân vận động này là một phần của Trung tâm Thể dục Thể thao quận Hoàng Mai trị giá 285,5 tỷ đồng. Với thiết kế một khán đài, sân vận động Hoàng Mai có sức chứa 2.200 chỗ ngồi. Sân vận động huyện Phúc Thọ nằm ở thị trấn Phúc Thọ, được xây dựng vào năm 2010. Với thiết kế hai khán đài, sức chứa của sân vận động Phúc Thọ khoảng 7.500 chỗ ngồi. Sân vận động huyện Sóc Sơn nằm ở thị trấn Sóc Sơn, được cải tạo vào năm 2021. Sân vận động này có thiết kế một khán đài với sức chứa khoảng 500 chỗ ngồi. Sân vận động thị xã Sơn Tây nằm ở phường Quang Trung. Với thiết kế hai khán đài, sân vận động này có sức chứa khoảng 6.000 chỗ ngồi. Sân vận động quận Tây Hồ nằm ở phường Xuân La, được xây dựng vào năm 2011, kinh phí xây dựng là 10 tỷ đồng. Với thiết kế một khán đài, sức chứa của sân vận động này khoảng 2.000 chỗ ngồi. Sân vận động huyện Thanh Oai nằm ở thị trấn Kim Bài, được xây dựng vào năm 2013. Sân vận động này là một phần của Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thanh Oai trị giá 52 tỷ đồng. Với thiết kế một khán đài, sức chứa của sân vận động Thanh Oai khoảng 2.000 chỗ ngồi. Sân bóng Lâu Đời nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội được biết đến là một trong những sân vận động cấp huyện bận rộn nhất tại Việt Nam. Với một khán đài duy nhất, sân vận động Thanh Trì có sức chứa 4.000 khán giả. Sân vận động Phổ Thường nằm ở thị trấn Thường Tín, được xây dựng từ năm 2019 đến 2023. Sân vận động này là một phần của Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thường Tín trị giá 39 tỷ đồng. Với thiết kế một khán đài, sức chứa của sân vận động này khoảng 1.000 chỗ ngồi.